Thị trường trong phiên giao dịch đầu tuần của chúng ta là sự bùng nổ quyết liệt và tương đối vững chãi khi đã có sự bùng nổ từ đầu phiên và đến cuối phiên chiều gần như không có dấu hiệu hạ nhiệt. Nhóm dẫn dắt chính trong ngày hôm nay là ngân hàng và chứng khoán như là BIDV, CTG, SSI. Video ngày hôm qua thì em cũng đã nhận định cho anh chị về thị trường chung và em cũng đã khuyến nghị cho anh chị mình BIDV hay CTG và cái nhóm chứng khoán nói chung, và cái video ngày hôm qua chúng ta có thể xem lại ha. Nhìn chung thì thị trường của chúng ta đang vận động tương đối ổn. Cũng xin chúc mừng anh chị nhà đầu tư có tham khảo khuyến nghị của em và có vị thế trong phiên ngày hôm nay ha. Thị trường có đóng cửa ở vùng giá 1.231 điểm và bứt thoát ra khỏi cái vùng kháng cự. Tức là cái vùng kháng cự hiện tại của thị trường nó sẽ nằm ở cái vùng 1.220 vào sáng nay thì đã bứt thoát ra khá là quyết liệt, cho thấy cái sự áp đảo của bên mua và cái sự kiệt cung của bên bán. Video ngày hôm nay á, thì em sẽ tổng quan cho anh chị về thị trường là trong những cái yếu tố bùng nổ như thế này thì xác suất khá là cao thì thị trường của chúng ta nó vẫn sẽ lên tiếp thôi. Tuy nhiên trong quá trình đi lên thì chúng ta cần xác định được hai cái yếu tố, đó là những cái việc mà nhà đầu tư quan tâm nhất lúc này, đó là thị trường khả năng cao nó sẽ chạm về vùng cản nào thì nó sẽ bắt đầu có những cái trạng thái về cái mặt cung hàng nó sẽ nhiều hơn, đúng không ạ? Thứ hai đó là trong cái giai đoạn hiện tại, bối cảnh mà thị trường nó bùng nổ banh nè, chứng nè, nó bùng nổ mạnh mẽ như thế thì cái điểm mua nó đã qua rồi, thì liệu rằng chúng ta có nên FOMO hay không, hay là tìm những cái mã cổ phiếu khác nó còn những cái vùng nền và còn những cái sự an toàn nhất định cho anh chị nhà đầu tư của chúng ta có thể vào vị thế ha. Ok, và cũng xin chào mừng anh chị nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh của em. Thì trước khi bắt đầu video thì anh chị nhớ cho em một đăng ký kênh và cũng như một like để ủng hộ cho em ha. Quay về thị trường thì như em đã có nói với anh chị, đó là nhìn vô hình chung á, nó đã có những cái trạng thái bứt thoát ra khỏi những cái vùng cản 1.220 điểm với cái khối lượng xác nhận rất là lớn ở trong phiên giao dịch ngày hôm nay, tức là tầm khoảng trên 16.000 tỷ. Khối lượng trên 16.000 tỷ là một cái khối lượng tương đối là mạnh ở cái thời điểm hiện tại. Ở giai đoạn phía trước á, thì chúng ta không nói, nhưng giai đoạn hiện tại là cái giai đoạn downtrend và bắt đầu cầm máu và phục hồi, thì với cái khối lượng như này chúng ta đã đánh giá nó quá tốt rồi và nó củng cố cho cái đà hồi phục, cái sóng hồi của thị trường ở trong cái giai đoạn hiện tại nó sẽ vững chãi, ít nhất là trong cái giai đoạn ngắn hạn anh chị ha. Và chúng ta kẻ cái đường trendline ra, chúng ta có thể thấy là cái phiên giao dịch ngày 20 tháng 7 anh chị. Cái phiên giao dịch ngày 20 tháng 7 là một cái phiên giao dịch nó đã bứt thoát ra khỏi những cái vùng cản chéo của nó, tức là đây là một cái pha giảm trung hạn, thì ở đây nó đã bứt thoát ra khỏi những cái vùng trendline giảm trung hạn của nó rồi và bắt đầu có những cái trạng thái gọi là tích lũy test trở lại. Và phiên giao dịch ngày hôm nay của chúng ta vô hình chung là một cái phiên giao dịch á, mà nó xác nhận cái yếu tố bùng nổ theo đà. Đây là một cái phiên bùng nổ theo đà anh chị ha. Cho nên là hiện tại xét về cái vấn đề, cái góc độ về thị trường chung á, thì em cũng sẽ không có quá nhiều cái vấn đề chúng ta nói đâu, tại vì hiện tại á, cái xu hướng của thị trường trong 1 đến 2 phiên sắp tới khả năng cao nó vẫn sẽ là những cái xu hướng đi lên, xu hướng đi lên. Và nếu nó có xuất hiện những cái nhịp điều chỉnh ở trong cái đoạn phía sau thì em đánh giá là cái những cái nhịp điều chỉnh nó sẽ không có quá ác liệt và chủ yếu nó sẽ sideways và nó đi ngang ở trong cái đoạn phía sau. Những cái quá trình mà thị trường nó gãy mạnh hay nó rũ mạnh ở trong cái đoạn sắp tới, em đánh giá nó xác suất nó xảy ra nó sẽ tương đối thấp. Cho nên giai đoạn hiện tại là cái giai đoạn mà nhà đầu tư của chúng ta có quyền kỳ vọng về một cái sóng hồi nó bền vững và target nó sẽ nằm ở cái vùng vùng kháng cự tiếp theo, tức là cái vùng kháng cự 1.260 điểm sẽ là cái vùng kháng cự tiếp theo mà thị trường sẽ hướng đến. Tiếp theo đó là cái vùng kháng cự về cái mốc 1.300 điểm. Anh chị ạ, đây là hai cái vùng kháng cự mà thị trường của chúng ta tiếp tục nó sẽ có những cái trạng thái phục hồi, và với cái đà bùng nổ theo đà như thế này thì em đánh giá là cái mốc 1.300 điểm nó sẽ sớm lấy lại và nó hồi phục lại được về những cái vùng như thế này. Tuy nhiên trong cái quá trình hồi phục tất nhiên nó sẽ có những cái trạng thái rung lắc và rung rũ trở lại, thì anh chị để những cái vùng cản như thế này để khi mà thị trường quay về những cái vùng cản như vậy anh chị tránh FOMO và đợi thị trường nó có những cái nhịp điều chỉnh và tích lũy đủ ổn để chúng ta vào hàng cho nó sát sao mà nó chính đáng nhất, tránh những cái tình trạng mà anh chị vào hàng xong gặp ngay kháng cự, đúng không ạ? Chúng ta không kịp T cộng 3, về T cộng 3 chúng ta lỗ thì nó khá là rủi ro anh chị nhá. Nhưng về cái góc độ về thị trường giai đoạn hiện tại, anh chị hỏi em là nó còn rủi ro hay không, thì em xin thưa đó là nó vẫn có. Tại vì sao? Gap á, được tạo ra bao giờ nó cũng sẽ có xu hướng nó quay về, nó lắp gap lại. Anh chị thấy cái phiên ngày 20 tháng 7 không? Khi mà thị trường tạo gap nó kiểu gì nó cũng sẽ quay về, nó
nó lấp lại thì sau đó nó mới hồi phục lên được. Thì giai đoạn hiện tại thị trường của chúng ta cũng như thế. Ở trong phiên giao dịch ngày thứ sáu tuần vừa rồi, thị trường tạo gap nó lấp ngay trong phiên bởi vì nó có hai cái gap liên tiếp. Và trong cái giai đoạn hiện tại, thị trường chúng ta nó vẫn còn cái gap nằm quanh cái vùng 1.200 điểm. Cho nên là cái yếu tố về cái mặt FOMO thì em đánh giá nó vẫn có yếu tố tiềm ẩn rủi ro ở trong cái dạng hiện tại. Thay vì FOMO vào những cái mã cổ phiếu chạy mạnh và chạm cản, đã bắt đầu đi vào vùng cản, và đa phần những cái nhà đầu tư của chúng ta đang canh chốt lãi, thì anh chị không nên mua vào, không nên FOMO vào những cái mã cổ phiếu chạy rồi và tiến vào vùng cản như là nhóm chứng khoán, thì em chắc chắn với anh chị là không còn điểm mua rồi. Thay vào đó, chúng ta sẽ lựa chọn những mã cổ phiếu mà nó có tính chất tạo nền và nó chưa chạy mạnh và chưa tiến vào vùng cản trong giờ hiện tại. Thì video ngày hôm nay em sẽ tổng quan ở những cái mặt cổ phiếu đó cho anh chị nhà đầu tư chúng ta có thể tham khảo ha. Hiện tại thì cái yếu tố với cái mặt giải ngân thì chúng ta còn rất là ít, cho nên anh chị nhà đầu tư nào mà có vị thế tốt hay là đang kẹp hàng hay là có những cái trạng thái về cái mặt gọi là có lãi thì cứ cầm về những cái vùng kháng cự, còn kẹp hàng cứ tận dụng những cái nhịp này để chúng ta có thể cơ cấu qua những cái mặt cổ phiếu tốt hơn ha. Cho nên xét về cái mặt gọi là ngắn hạn, thị trường của chúng ta khả năng cao nó vẫn sẽ có những cái trạng thái hồi phục và tiến tiếp tục về lại những cái vùng cản phía trên. Tuy nhiên trong cái góc độ về rủi ro thì em vẫn lưu ý với anh chị nhà đầu tư mình, đó là cái vùng cản 1.200 điểm như thế này nó vẫn chưa có yếu tố test lại và chúng ta cần phải đề phòng, tránh những cái tình trạng và chúng ta mua những cái mã cổ phiếu đã tăng mạnh. Khi mà FOMO vào những cái mã cổ phiếu tăng mạnh, lỡ thị trường nó có yếu tố quay về điều chỉnh test gap thì cái mức độ rủi ro của anh chị gặp phải nó sẽ tương đối là rủi ro ha. Tuy nhiên thì em đánh giá nếu mà ở trong cái dạng hiện tại mà thị trường có điều chỉnh và nó có những cái trạng thái quay về tích lại, thì em đánh giá cái biên độ rơi cũng như là cái độ khốc liệt của thị trường khi mà nó rơi ấy, nó sẽ không có quá mạnh hay là quá khốc liệt như là giai đoạn trước đâu, mà giai đoạn hiện tại đó là cái giai đoạn mà thị trường nó bước vào một cái sự gọi là phục hồi và sideways, tức là chạm cản, nó sẽ quay về có những cái trạng thái là điều chỉnh và test trở lại, sau đó tiếp tục phục hồi trở lại. Nó cứ lặp đi lặp lại như thế đến khi thị trường của chúng ta hình thành một con sóng mới. Đó, giai đoạn này chúng ta gọi là cái giai đoạn sideways và gọi là sóng suy thoái anh chị ha. Ok, nói về thị trường như vậy thôi. Khả năng cao á, ngày mai với cái khối lượng và với cái đà tăng như thế này, thị trường vẫn sẽ có khả năng nó sẽ test lên lại cái vùng cản thứ nhất là vùng 1.260 điểm ha. Ngày mai khả năng cao nó sẽ tiếp tục cái đà tăng của nó, cho nên anh chị nào mà có hàng, đặc biệt là ngân hàng và chứng khoán, thì cứ giữ cho phiên giao dịch ngày mai và chúng ta sẽ bắt đầu canh chốt lãi với một số cái mã cổ phiếu đã đi về những vùng cản và kháng cự của nó ha. Tiếp theo là chúng ta quay về một số cái mã cổ phiếu em nhận định trước đó là những cái nhóm ngành bùng nổ đi, tức là cái nhóm ngân hàng với nhóm chứng khoán. Ngày hôm nay là CTG chạy rất là mạnh. Video ngày hôm qua em cũng đã nói với anh chị về CTG đúng không? Mặc dù cổ phiếu này nó không đạt về volume khi mà nó tạo đáy, tuy nhiên có nói rồi, tức là khi mà một cổ phiếu nó rơi về những cái vùng chiết khấu rất là lớn như thế này, và cũng như là xuyên suốt cái quá trình rơi có những cái lượng gọi là volume người ta hấp thụ rất là tốt, thì ở những cái phiên bùng nổ nó không cần phải có khối lượng, mà ở những cái giai đoạn phía trước thì thực chất nhà tạo lập người ta đã hấp thụ hết rồi, người ta gom ở những cái vùng như thế này rồi, chứ không cần phải có một cái phiên gọi là xác nhận bùng nổ theo đà thì nó mới tăng được. Anh chị để phiên giao dịch ngày hôm nay khối lượng nó đâu có lớn đâu đúng không, tuy nhiên nó vẫn tăng bứt thoát tại vì các trạng thái gom hàng của nhà tạo lập ở phía trước người ta đã gom xong rồi, thì ở cái nhịp này người ta đánh là điều hết sức bình thường. Riêng đối với CTG thì em đánh giá target được còn khá là cao, vì thế thì ngày hôm qua em cũng đã nói với anh chị nhà đầu tư rồi đúng không, nếu mà được thì canh nhập tại những vùng giá 27x và target của chúng ta nó sẽ tiến về đâu đó tại những cái vùng giá là 33. Anh chị nào mà có hàng thì cứ giữ ở trên những vùng như thế này ha, tại vì cái vùng cản gần nhất của nó, tức là cái vùng 29, 28 này nè, nó đã break rồi, thì nó sẽ tiếp tục nó tiến đến cái vùng cản phía trên, tức là cái vùng giá 33, 32.x anh chị ha. BIDV này đúng không? BIDV ngày hôm qua em cũng đã nói, tức là những cái mã cổ phiếu như CTG, BIDV á, nó đang có một cái mẫu hình nó khá là giống nhau, tức là vai đầu vai ngược đúng không ạ? Ở đây là một cái điểm sprint tại những cái vùng đáy nè, khi mà sprint xuống đây lượng wash out nhà đầu tư ra ngoài rất là lớn và ngay lập tức cổ phiếu hồi và giữ giá tại những cái vùng vai phía trên thì chúng ta gọi là vai đầu vai, và ở đây nó hoàn thiện xong mẫu hình thì dòng tiền đổ vào rất là tốt, thì ở nhịp này thì anh chị cứ giữ cho cái target phía trên. Target em hướng tới đó là cái vùng giá 44, ngày hôm qua em cũng đã nói cái cổ phiếu này rồi ha, cho nên hiện tại thì có hàng thì cứ giữ thôi. Nhìn chung đa phần cái dòng ngân hàng đang có những cái trạng thái gọi là tăng khá là mạnh, cho nên là nhịp này anh chị nào mà có hàng thì cứ giữ thôi nhá, chờ về những cái vùng target phía trên, tức là nhưng mà BBank nó sẽ lắp gáp vùng 28 nè đúng không ạ. SHB nè, cổ phiếu nó chưa chạy anh chị nè,
Cho nên là nhịp sau á, nếu mà anh chị nào muốn đánh ngân hàng thì có thể chú ý cái mã cổ phiếu này được nha. Đây là một cái mã cổ phiếu mà video ngày hôm nay em muốn gửi đến cho anh chị, đó là SHB. Tại vì căn bản nó có một cái phiên gọi là cái phiên xác nhận, sau đó liên tục tích lũy rũ bỏ, và phiên ngày hôm nay đáng ra nó chạy nhưng nó chưa chạy, nó vẫn có những cái trạng thái tết cung và nằm ngay tại những vùng nền. Khả năng đây là cái cổ phiếu chạy sau của cái dòng ngân hàng. Cho nên chúng ta lưu ý đối với cái vùng giá 15 như thế này, và kỳ vọng target nó sẽ về lại những cái vùng phía trên, tức là vùng giá 19 chấm x anh chị ha. Đây là cái vùng cản của nó này. Đấy, hiện tại anh chị đẩy đấy, liên tục tạo nền sau đó nâng đáy anh chị ha. Đáy thứ nhất của nó, đúng không ạ? Đáy thứ hai cao hơn đáy thứ thứ nhất và đáy thứ ba cao hơn đáy thứ hai, liên tục là như thế. Và hiện tại thì em đánh giá là cái yếu tố phân bổ dòng tiền nó đang vào khá là tốt rồi, lực cầu cũng đã phân bổ rất là quyết liệt cổ phiếu này, lực cung hàng bán ra thì không có, cho nên là giai đoạn hiện tại SHB vẫn là một trong những cái lựa chọn mà cho nhà đầu tư chưa kịp vào hàng trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Nhìn chung á, nhà đầu tư cầm tiền trong phiên giao dịch ngày hôm nay thì em đánh giá người ta rất là sốt ruột anh chị. Nếu mà không vào hàng được trong phiên giao dịch ngày hôm nay thì rất là sốt ruột. Bởi vì vậy cho nên là các cái trạng thái FOMO càng không nên được xảy ra, và thay vào đó chúng ta tìm kiếm những cái cơ hội khác. Chúng ta không thể sở thiếu cơ hội, chúng ta chỉ sở thiếu thiếu tiền thôi, để khi mà cơ hội nó xảy ra thì anh chị còn có tiền anh chị vào, đúng không ạ? Nó như là SHB này, đúng không? Và em cũng có chia sẻ với các anh chị nhà đầu tư của em thế này, tức là phiên đầu tuần bùng nổ rất mạnh và tích cực, bản chất thị trường đã có một cái phiên break cản chéo trung hạn là cái phiên giao dịch ngày 20 tháng 7 em vừa rồi em có nói với anh chị. Và phiên hôm nay có thể là một cái phiên xác nhận cái đà phục hồi, tức là cái sóng hồi của chúng ta phiên giao dịch ngày hôm nay nó đang có những cái trạng thái xác nhận. Tuy nhiên hôm nay cũng có khá nhiều cái mã bắt đầu tiến vào những cái vùng cản, và bên cạnh cái sự FOMO và các nhóm như là chứng khoán và ngân hàng nè, thì một hai phiên nữa sẽ có những cái trạng thái là chúng ta sẽ canh chốt ra với hai cái nhóm này. À, đúng không ạ? Mã nào chạy mạnh, mã nào tiến về vùng cản thì một hai phiên nữa sẽ canh chốt ra, mã nào mà chưa có yếu tố chạy thì chúng ta sẽ canh chú ý dần. Anh chị lưu ý à, và thị trường căn bản vẫn là đang trong cái giai đoạn phục hồi, mà hồi thì không sợ lỡ tàu nhá, hồi thì không sợ lỡ tàu, kẹp hàng có thể nắm nhưng vào vị thế mới có lãi thì ưu tiên canh chốt ngắn hạn, vì hiện tại thị trường vẫn đang trong cái xu thế phục hồi, cho nên các dạng trạng thái gọi là đánh hồi nó vẫn ưu tiên hơn anh chị ha. Đánh hồi gọi là đánh ngắn đấy. Và đà phục hồi với volume thanh khoản 18.000 tỷ như này vẫn sẽ được giữ vững trong ít nhất là 2 đến 3 tuần nữa. Thời gian này em cùng anh chị khách hàng của em sẽ có những cái trạng thái là canh luân phiên giữa các cái nhóm ngành, tức là giai đoạn hiện tại cái sóng hồi nó sẽ phân bổ ra từng cái nhóm ngành, ngành nào nó chạy ngày hôm nay thì chúng ta có, thì chúng ta nắm, chúng ta canh chốt lại và bắt đầu chúng ta chú ý sang cái nhóm ngành khác khi nó có sự phân hóa nhất định. Tuần vừa rồi thì hệ thống khách hàng của em có bắt là MBS nhá, vì hiện tại vẫn đang nắm giữ, và tuần sắp tới không nên FOMO vào bên banh chứng khoán và mà tập trung vào những cái mã cổ phiếu chưa chạy và chưa chạm cản. Một lát nữa em sẽ nói với anh chị về một số cái mã cổ phiếu như là SHB nè, hồi nãy em có nói đúng không? SEO cũng là một trong những cái mã cổ phiếu mà hôm nay em có nói này. Em có khuyến nghị của cho anh chị khách hàng của em vào vùng giá 32.3 anh chị nhá. Và dòng chứng khoán trong giai đoạn trước nè, anh chị nào dòng có dòng chứng khoán anh chị cứ lấy em vùng giá MBS, vùng giá quanh 21 hiện tại vẫn đang chạy rất là tốt, thì những cái vận động như thế này của cổ phiếu thì em đánh giá là nó đang vận động tương đối tích cực. Đối với MBS thì cái vùng cản như thế này nó vẫn còn tương đối là ổn, cho nên là khả năng cao chúng ta cứ kỳ vọng về lại những cái vùng giá 30 anh chị ha. Những cái vùng này thì anh chị có hàng thì cứ cầm thôi. Đấy, như là Tiên Phong này đúng không? Tiên Phong thì chưa chạy anh chị tạm bỏ qua. STB này hiện tại đang có những cái dấu hiệu bị chạm cản này. Cổ phiếu này chạm cản và đang có những cái dấu hiệu bị chốt lại ha. Cho nên á, là cổ phiếu này khả năng cao đây là cái vùng mà anh chị nên cân nhắc chốt lại, chứ không nên FOMO vào đối với STB nữa nha. Tại vì căn bản những cái vùng cản của nó đang khá là gần rồi. Đang khá là gần rồi những cái vùng này. Tức là vùng 27.5, đây là vùng mà anh chị có thể canh chốt đối với những cái mã cổ phiếu dạng như là STB. Techcombank ngày hôm nay tăng khá là tốt, tuy nhiên cái đà tăng của nó chưa dứt khoát, thì khả năng khi mà nó bứt thoát ra khỏi những cái vùng này như thế này nè, khả năng nó sẽ quay về lại những cái vùng giá 38 để nó test, sau đó nó chạy tiếp anh chị ha. Nếu mà trong phiên giao dịch ngày hôm sau nó có yếu tố quay về lại những cái vùng giá quanh 38 nè, anh chị có thể lấy vị thế nhá, anh chị có thể lấy vị thế và chúng ta có thể kỳ vọng lên lại cái vùng cản phía trên, tức là cái vùng giá 42 của cổ phiếu nha. Đây là vùng gap mà cổ phiếu khả năng cao nó sẽ tiến về. Anh chị nào mà có Techcombank thì cứ giữ trong cái giai đoạn hiện tại ha. ACB nè. ACB giai đoạn này thì anh chị nào mà có cứ nắm thôi. Nhìn chung đang vận động khá là siết chặt. Cổ phiếu này thì cứ canh lên những cái vùng 26,
26 thì chúng ta có thể là canh bán cổ phiếu này, tại vì đây vẫn là cái vùng cản khá là cứng đối với cổ phiếu ACB nhé. Nhìn chung thì anh chị nào mà có hàng cái cổ phiếu này thì trong giai đoạn vừa rồi chúng ta đâu lỗ nhiều đâu, đúng không ạ? Cho nên có hàng thì cứ nắm thôi. Đấy là sơ bộ về cái dòng ngân hàng anh chị, như là Liên Việt nè, đúng không ạ? Liên Việt là khả năng cao nó đang có những cái trạng thái nó tăng, thì chúng ta cứ chờ về vùng cản phía trên là chúng ta bán thôi. Tức là đây sẽ là cái vùng cản của nó, tức là những cái vùng giá 17 đối với Liên Việt. Còn lại cái dòng ngân hàng em đánh giá những cái mã cổ phiếu còn điểm mua đó là SHB nè. Đúng không ạ? SHB thì chúng ta có thể là cân nhắc. Techcombank cũng là một trong những cái mã cổ phiếu vẫn đang nằm tại nền và chưa có yếu tố tăng mạnh thì chờ nó test lại, anh chị vẫn có thể cân nhắc đối với cổ phiếu này. Tiếp theo là cái dòng chứng khoán thì chúng ta có rất là nhiều cái mã cổ phiếu nó tăng rất mạnh trong phiên giao dịch ngày hôm nay, gần như là leader của thị trường chung trong phiên giao dịch ngày hôm nay, đúng không ạ? BVF nè tăng rất là mạnh, và nhìn chung đây là một cái phiên xác nhận, đây là một cái phiên xác nhận cổ phiếu này anh chị cân nhắc đó là nó sẽ xuất hiện cái điểm mua khi cổ phiếu này điều chỉnh ở trong cái dạng sắp tới, tại vì ngày mai là cổ phiếu chạm cản. Khi cổ phiếu chạm cản nó sẽ có xu hướng test lại, nó sẽ có xu hướng điều chỉnh trở lại một vài phiên, tức là một khoảng hai phiên anh chị ha, thì chúng ta có thể canh nhặt quanh những cái vùng giá bùng nổ như này, tức là quanh vùng giá 21 đến 20.5 thì có thể là canh nhặt ở trong cái biên giá này, tại vì anh chị không cần phải lo và căng ke giá đâu. Thứ nhất là cổ phiếu đang có những cái trạng thái tạo nền rất là mạnh, đúng không ạ? Tạo nền rất là siết chặt và khối lượng vào rất là tốt, khối lượng dòng tiền vào rất là tốt trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Đây là một cái phiên bùng nổ theo đà của cổ phiếu nhá, thì khả năng cao nó test một hai phiên nữa nó chạy và nó test lên vùng kháng cự phía trên là điều hết sức bình thường. Cho nên là anh chị nào mà có hàng cứ nắm cái cổ phiếu này thôi nhá. Đây là cái vùng kháng cự cổ phiếu ấy, cho nên là anh chị nào mà có hàng thì cứ nắm, còn chưa có hàng cứ canh test cổ phiếu mà chúng ta lấy, vì thế nó khá là ok. Cổ phiếu này đang đi trong một cái mẫu hình gọi là cái mẫu hình ba đáy. Thứ nhất là anh chị nhìn đáy thứ nhất, đúng không ạ? Đáy thứ hai và đáy thứ ba. Đáy thứ ba bắt đầu có volume dòng tiền vào rất là tốt. Đây là cái sự tích cực cổ phiếu, cho thấy là bên mua người ta đang áp đảo so với bên bán, và khối lượng bán ra không có thì cái vấn đề cổ phiếu nó tiếp tục chạy là điều hết sức bình thường. Chưa kể phiên giao dịch ngày hôm nay nó chạy mạnh nhất cái dòng chứng khoán thì căn bản cái độ và lực cầu của nó vẫn sẽ được ưu tiên trong cái dòng phía sau nhé. Tiếp theo á, là SHS nè, đúng không ạ? SHS thì đang có những cái trạng thái là chạm cản đó, cho nên ngày mai thì khả năng cao nó sẽ có những cái trạng thái chỉnh lại ở vùng này nhé, chững lại ở những vùng này tích lũy một vài phiên. Nhìn chung thì cái dòng chứng khoán á, anh chị, nếu mà nó lên tới đây á, thì chúng ta phải quan sát. Đối với những cái mã cổ phiếu nào mà nó chưa chạm cản thì anh chị cứ tiếp tục giữ, thậm chí là canh điểm mua. Còn những cái mã cổ phiếu mà nó chạm cản như thế này thì các bạn chúng ta phải quan sát cái nhịp này. Nếu mà nó tích lũy ở trên những vùng cản này nó không có khối lượng bán quá nhiều thì anh chị vẫn có thể lấy vị thế được, và chúng ta target lên lên lại cái vùng phía trên, tức là vùng giá 20. Còn nếu nó có yếu tố với cái mặt tích lũy đi ngang với khối lượng lớn thì anh chị nên cân nhắc về cái việc là chốt lại ở quanh những vùng này. Cổ phiếu lên tới đây nó sẽ chưa rơi ngay và nó sẽ có những cái trạng thái tích lũy anh chị ha, cho nên là cứ tùy cơ ứng biến và quan sát thật kỹ cái khối lượng trước khi đưa ra cái quyết định cho chúng ta nhé. VND nè hôm nay tăng rất là mạnh, nhìn chung đây là vùng cản cổ phiếu, cho nên giai đoạn hiện tại anh chị nào mà có hàng á thì đối với cổ phiếu này canh lên tới đây thì anh chị bán thôi nè. Tăng lên level giá 24 chúng ta bán nhá, khả năng cao cổ phiếu dư sức về vùng giá 24 để cho anh chị có thể nắm giữ. Vùng này không phù hợp để mua mới nữa, mà chúng ta nên cân nhắc về cái vấn đề là nếu mà có thì cầm mà chốt lãi thôi. Đấy, nhìn chung cái dòng chứng khoán đã khuyến nghị rất là nhiều cho anh chị nhà đầu tư ở cái giai đoạn vừa rồi rồi, cho nên giai đoạn hiện tại là cái giai đoạn thấy quả thôi. Còn nếu mà anh chị nhà đầu tư nào mà chưa có hàng và chúng ta không vào được á thì chúng ta nên canh những cơ hội khác nó ok hơn ha. FTS thì cứ tiếp tục nắm giữ, RSI cũng qua cái điểm mua rồi. Đây là cái vùng cản và target cổ phiếu. Target cổ phiếu anh chị có thể canh tại những cái vùng giá 25. Anh chúng ta có thể bắt đầu chúng ta chốt lãi dần đối với cổ phiếu này được. Ha, CTS nè. Đấy, CTS bắt đầu quay về lại tiếp cận lại những cái vùng cản. Nhìn chung á, anh chị hình dung ra là cái giai đoạn hiện tại nhé, cái dòng chứng khoán như là CTS đi, nó phục hồi từ khoảng là 50% rồi. 50% rồi đúng không ạ? Thì cái việc á, mà anh chị FOMO vào ở trong dòng hiện tại nó không nên nhá, nó không nên, và chúng ta không nên FOMO vào trong cái dòng hiện tại đối với cái dòng chứng khoán làm gì, đặc biệt là những cái mã cổ phiếu chạy mạnh và đang test về lại những vùng cản. Cho nên á, đối với những cái mã cổ phiếu mà nó còn đi mua thì chúng ta có thể canh ở trong nhịp sau, còn đối với những cái mã cổ phiếu đã chạy mạnh và nó đang tiến về vùng cản như này chỉ canh chốt lãi thôi nhé. MBS này hiện tại em đang nắm cái cổ phiếu này
Quanh những vùng giá 21 nè, 21 thì là hiện tại lên tới đây cũng được khoảng 14% rồi. Nhìn chung á, hiện tại cứ nắm cổ phiếu này thôi, khả năng target của nó sẽ chạm về nhiều lại những cái ngưỡng 30. Anh chị nào mà có thì cứ cứ nắm, hoặc là có thể là canh tết về lại để mua ha. VCI nè, hiện tại đã vượt rồi thì khả năng cao nó vẫn sẽ có những cái trạng thái tích gap. Đây, nhìn chung cái dòng chứng khoán thời điểm hiện tại là ưu tiên nắm giữ chứ không nên mua mới ở trong dòng hiện tại nữa ha. Không nên mua mới nữa. Như HCM này, nếu mà trong cái dòng hiện tại, do trong giai đoạn phía sau mà nó test về lại giá khoảng 24 và nó không thủng vùng 24 này thì anh chị có thể cân nhắc chúng ta lấy, tại vì vùng 24 là một cái vùng mà có một cái phiên bùng nổ và phục hồi tốt này. Nếu mà nó lủng cái phiên phục hồi này thì nó là xấu, nhưng nếu nó test về nó không lủng, anh chị có thể là canh nhặt cổ phiếu này để đánh lên tiếp tục trong giai đoạn phía sau. Nhìn chung HCM đang hoạt động khá là tốt, cho nên anh chị nào mà có hàng cứ nắm giữ cái cổ phiếu này ha. BSI nè, đúng rồi, BSI hiện tại đã có những cái dấu hiệu bị chốt lời rồi. Nhìn chung anh chị nằm FOMO BSI trong phiên giao dịch ngày hôm nay khả năng bị sẽ có một cái nhịp điều chỉnh nó khá là cao. Đấy, BSI là một cái mã cổ phiếu mà trong cái tuần vừa rồi nó chạy và nó báo hiệu cho con sóng chứng khoán nó sắp tới. Đúng rồi, anh chị nhạy cảm là anh chị sẽ nhìn ra nó khá là sớm thôi. Đấy. Ấy và hiện tại nó đang chạm lại vùng kháng cự của nó đang bị bán ngược trở lại, cho nên là khả năng ngày mai nó sẽ có những trạng thái quay về tích lũy trở lại ở quanh những vùng giá là 28 anh chị nha. 28. Đó là sơ bộ về cái dòng chứng khoán. Nhìn chung cái dòng chứng khoán chú ý cổ phiếu nào được. Thứ nhất là BVS này, BVS cổ phiếu này vẫn còn điểm mua và nó vẫn còn nằm nền. Biên độ tăng giá nó chưa mạnh và chưa có yếu tố FOMO nhiều, thì anh chị nào mà phiên ngày mai nó vẫn còn giá quanh những cái vùng giá 21 như thế này, anh chị vẫn có thể lấy và chúng ta đánh trong dòng phía sau được ha. Chứng khoán chúng ta có BSI. À, nhìn chung vẫn còn điểm mua. Còn lại hình dung ra anh chị có thể là lưu ý đối với những cái mã cổ phiếu mà theo cái tính chất thị trường á. Thì thường á, đó là banh, chứng hay là thép nó chạy xong rồi thì sẽ tới những cái mã cổ phiếu như là bất động sản và dầu khí, đúng không? Và hiện tại thép nó vẫn chưa chạy mạnh và nó vẫn đang nằm nền, cho nên giai đoạn hiện tại chúng ta có thể chú ý đối với vài cái mã cổ phiếu như là Nam Kim, Lò Sen được nè. Nhìn chung á, đây sẽ là target của hai cái mã cổ phiếu này trong cái dạng sắp tới, tức là cái vùng cản phía trên. Anh chị nào mà có hàng cứ tiếp tục nắm giữ, còn chưa có hàng ngày mai nó sẽ có những cái trạng thái điều chỉnh khi đây vẫn là cái vùng cản của nó, thì chúng ta có thể là canh cổ phiếu điều chỉnh giá đỏ để chúng ta nhập những cái cổ phiếu này để chúng ta target trên cái vùng phía trên nhá. Thép vẫn là một trong những cái sự lựa chọn mang cái tính chất chiết khấu và chưa có trạng thái về cái mặt FOMO trong giai đoạn hiện tại, mà anh chị nên nhớ cổ phiếu nào mà chưa có yếu tố FOMO thì vẫn còn cơ hội ở trong dịp phía sau để cho anh chị kiếm tiền. Tất nhiên là cái biên độ lợi nhuận nó vẫn cao và cái yếu tố an toàn của nó vẫn đảm bảo cho nhà đầu tư ha. Như là Nam Kim nè, Hoa Sen nè, đúng không ạ? Đấy, Hoa Sen nhìn chung test hai đáy rất là đẹp như này. Test hai đấy rất là đẹp như này, nó tích lũy đi ngang một thời gian, hấp thụ rất là lớn những cái cung hàng bán ra ở phía phía trên, thì nhìn chung ở đây là những cái dạng mà anh chị có thể là bắt đầu lấy rồi nha, bắt đầu lấy cổ phiếu này rồi và có thể test về lại những vùng giá là 22 anh chị ha. Nào mà có thì cứ nắm giữ, còn nếu mà chưa có thì cứ canh một cái nhịp cổ phiếu đỏ mà chúng ta mua và chúng ta target về vùng 22. Hòa Phát nên anh chị, Hòa Phát hôm nay cũng tốt nha, Hòa Phát hôm nay rất là tốt, khối lượng bùng nổ rất là mạnh và có một cái điểm sprint quay về lại test lại những cái vùng giá 21 như thế này. Nhìn chung thì em đánh giá nó hết điểm chê rồi. Anh chị nào mà có thì cứ giữ thôi. Anh chị nào mà có cứ giữ, còn nếu mà mua mới dòng thép ở trong giai đoạn hiện tại, em đánh giá nó vẫn được và nó vẫn có yếu tố an toàn ở trong giai đoạn hiện tại của chúng ta. Và chúng ta target đối với những cái mã cổ phiếu dòng thép nó sẽ nằm ở cái cản phía trên, cản gần nhất của nó. Tức là như là Hoa Sen và Nam Kim là cái cản gần nhất, đúng không ạ? Còn Hòa Phát nó sẽ nằm ở cái điểm điểm gọi là cái điểm test của nó, tức là vùng giá 25 đến 26, tức là đây là cái phiên test này, test không thành công nó có yếu tố với cái mặt rũ xuống nhá. Khi phục hồi trở lại được thì thông thường cổ phiếu nó sẽ phục hồi về cái điểm test của nó, tức là cái phiên rút chân như thế này anh chị nè. Đấy thì khả năng cao đây vùng 25 và 26 sẽ là cái target cho Hòa Phát ở trong cái dòng hiện tại. Và nếu mà anh chị lựa được cái nhịp chỉnh của nó quanh những vùng giá gọi là 22.5 hoặc 23 đi, cho quanh những vùng giá 23 đi ha, thì target của chúng ta nó sẽ vẫn nằm ở cái vùng lợi nhuận tầm khoảng là 15 đến 16% nha. Đó là sơ bộ về dòng thép. Còn nhìn chung đó thì giai đoạn hiện tại đối với những cái dạng thị trường mà nó có yếu tố bùng nổ theo đà và thanh khoản cao như thế này thì không việc gì anh chị phải chọn những cái mã cổ phiếu mang tính chất gọi là
là nhỏ cả. Nếu mà đánh cổ phiếu nhỏ, đánh cổ phiếu vốn hóa gọi là mid cap hay small cap á anh chị. Đấy thì anh chị nào mà vốn bé chúng ta có thể vào được. Đúng không ạ? Còn thanh khoản lớn, tiền to họ vào thì cứ cổ phiếu lớn vào. À, thì đánh cho nó thích đúng không ạ? Đấy như TLH nè, cổ phiếu này nó vẫn còn điểm mua, khả năng cao một hai phiên sắp tới nó sẽ điều chỉnh, điểm mua nó sẽ nằm ở giá 9.5. TVN anh chị nè, cổ phiếu này vẫn mua được nhé. Cổ phiếu này là vùng tạo nền rất là tốt rồi. Target của nó sẽ nằm ở những cái vùng giá 9.8. Nhìn chung là 8.3 lên 9.8 cũng là một biên độ lợi nhuận nó khá đấy. Nhá, gần 20%. Nhìn chung biên độ dòng thép ở trong cái giai đoạn hiện tại theo cái sóng hồi sẽ là tầm khoảng gần 20% đối với những cái mã cổ phiếu họ thép nha. Tiếp theo là cái dòng dầu khí nè. Chúng ta có những cái mã cổ phiếu như là oil nè anh chị nè. Đúng không ạ? Oil nhìn chung ngày hôm qua em cũng khuyến nghị cho anh chị rồi, cho nên hôm nay nhắc lại thôi. Oil anh chị nào mà chưa coi nhận định phân tích về oil, anh chị có thể mở video cũ anh chị coi lại ha. Còn nhìn chung nói quá nhiều về một cổ phiếu nó sẽ không hay. Video ngày hôm qua em phân tích rồi và hiện tại cái điểm mua nó nằm ở đâu, nó vẫn nằm ở quanh những vùng giá gọi là 12 chấm ít thì anh chị cứ tận dụng nhé. BVS nè, đấy, hôm nay có một cái nhịp gọi là mở gap rất là lớn, sau đó phục hồi trở lại. Đây là một cái nhịp test của cổ phiếu, ba lần test liên tục, mở gap down lớn liên tục nhưng không có trạng thái về cái mặt bán tháo và cổ phiếu bắt đầu phục hồi được. Nhìn chung em thấy là cái dạng đánh của cổ phiếu này thì hiện tại em thấy nó khá là kỳ cục, nó khá là ma giáo ấy. Cho nên là em sẽ không tham gia đối với BVS ở trong giai đoạn hiện tại ha. Ở đây nó có yếu tố về cái mặt gọi là hở gáp, nhưng mà khi mở gáp không có cầu vào thì chúng ta nên tận dụng những cái nhịp gọi là nhịp phục hồi của nó, chúng ta bán nó sẽ ok hơn. Tiếp theo là BSR nè. BSR ở nhịp này có yếu tố rút chân, tuy nhiên nó vẫn đóng cửa giá đỏ và cung hàng bán ở phía trên nó vẫn còn, cho nên giai đoạn hiện tại không nên mua vào cái cổ phiếu này mà chúng ta sẽ canh những cái nhịp gọi là cái nhịp nhịp test của nó hoàn thành xong với khối lượng kiệt cung thì chúng ta hãy vào. Còn giai đoạn hiện tại chưa nên có những cái trạng thái để chúng ta vào ha. Còn dòng dầu khí giai đoạn hiện tại em vẫn lưu ý là cái con oil này nó tương tương đối là ok nhá. BVC cũng đang là một trong những cái mã cổ phiếu có một cái độ tích lũy nền và cũng như điểm test khá là đẹp. Anh chị nào mà có thì cứ giữ. Anh chị nào mà có thì cứ giữ trong giờ hiện tại. Còn nếu điểm mua nó vẫn nằm ở trong những cái vùng mua, tức là hiện điểm hiện tại anh chị vẫn có thể canh, chúng ta mua và chúng ta target về cái vùng phía trên. Đó là sơ bộ về cái dòng dầu khí. Tức là nó sẽ target về lại được những cái vùng đỉnh cũ của nó, tức là vùng giá 25. Target đây là target thứ hai, còn target thứ nhất là chúng ta sẽ hướng về lại những cái vùng giá 22.5 anh chị ha. Đấy. Điểm qua một số cái mã cổ phiếu đi. Thì chúng ta có cái dòng ngân hàng thì anh chị có SHB đúng không ạ? SHB, dòng chứng khoán chúng ta còn một cái điểm mua khá là hiếm hoi, đó là cái con BBS đấy. Thì nhờ lựa những cái điểm test của nó chúng ta mua lại. Dòng dầu khí. Dầu khí thì chúng ta có là oil nè. Đúng không ạ? PVC nè. Ấy, còn là cái dòng bất động sản. Thì chúng ta nói thêm về bất động sản. Tức là bất động sản hiện tại chúng ta có HBC. Đúng không ạ? Hôm nay là một ngày rất là hiếm hoi khi anh chị nhìn thép nó chạy mà xây dựng nó chạy thì cũng khá là hiếm, nó cho thấy cái tiềm lực và cái độ mạnh của thị trường nó mạnh cỡ nào rồi, khi nó bỏ qua cái sự phân hóa và nó có cái tính chất đồng thuận rất là mạnh nha. Ấy thì những vùng này ngày hôm qua em cũng đã khuyến nghị cho anh chị HBC rồi, video cũ nha. Thì hiện tại anh chị mà có thì cứ nắm thôi. Target của chúng ta nó sẽ nằm ở cái target phía trên. Nhìn chung cái mà cổ phiếu này chúng ta ưu tiên đánh ngắn. Còn nếu mà muốn đánh dài ở trên những vùng cản phía trên phải đợi nó tạo mô hình. Còn hiện tại nó đã qua điểm mua cho nên anh chị lưu ý cái cổ phiếu này là cái cổ phiếu mà giai đoạn hiện tại chúng ta nên nắm giữ thôi. Có hàng thì cứ target về lại những vùng giá 23.5 anh chị nha. Ừ. Sale nè. Hôm nay em khuyến nghị cho anh chị khách hàng của em vô sale, đúng ạ, sale cổ phiếu này hiện tại em thấy rất là đẹp. Đẹp, quá đẹp anh chị. Tức là chúng ta có những cái dạng mẫu hình nâng đáy, chúng ta không cần bàn cãi ha. Mẫu hình nâng đáy, đáy thư đáy ở phía sau cao hơn đáy ở phía trước. Và ở đây chúng ta gọi là một cái phiên nhấn chìm tăng. Đây là một cái nến nhấn chìm tăng anh chị để ý ha. Tức là ở phiên giao dịch ngày thứ sáu anh chị, đây là một cái phiên giao dịch điều chỉnh của cổ phiếu khi cổ phiếu tạo gap và có yếu tố quay về lấp gap. Khi cổ phiếu điều chỉnh với khối lượng bé nhá. Mà ở cái nhịp ngày hôm nay nó có một cái phiên giao dịch khối lượng cầu vào rất là tốt và cái nến này nó lấp toàn bộ cái nhịp gọi là cái nhịp giảm của cổ phiếu ở trong vậy trước đó, chúng ta gọi là nến nhấn chìm tăng. Nến nhấn chìm tăng ở đây thì là một cái nến mà anh chị có thể lên mạng chúng ta xem, đó là nến báo hiệu xu hướng tăng sắp xảy ra
nhá. Cho nên là ngày hôm nay em có giải ngân về CEO ở trong cái hiện tại. Anh chị nào mà muốn đánh bất động sản, ngày mai chúng ta vẫn có thể canh ở dưới cái điểm 33 để chúng ta lấy CEO ở trong giờ hiện tại được. Và target của nó sẽ nằm ở quanh những vùng đỉnh cũ, tức là cái vùng này. Ha. Cái vùng đỉnh cũ là quanh những vùng giá 44.5, anh chị có thể kỳ vọng target ít nhất là lên những vùng này. Nhìn chung á thì cái biên độ lợi nhuận anh chị thấy nó lớn, nhưng mà chúng ta nên hiểu tính chất của vấn đề, tức là banh nè, trứng nè, đúng ạ. À em xin lỗi, banh nè, thép nè, thì anh chị nhìn chung ra là cái biên lợi nhuận của nó nằm ở khoảng mười mấy phần trăm là chúng ta thấy là cao rồi. Tuy nhiên anh chị nếu mà theo dõi thị trường lâu, chúng ta sẽ thấy một cái tính chất, đó là nhóm thứ nhất là nhóm chứng khoán, thứ hai là cái nhóm ngân hàng, thì bao giờ cái độ nhảy và cũng như cái độ điên của cổ phiếu á, nó cũng sẽ nhiều hơn cái mặt cổ phiếu khác. Thì cái sóng hồi hay là sóng tăng hay sóng giảm của nó vẫn sẽ có những cái tính chất biến động nhiều thôi, đúng không ạ? Cho nên CO là một cái cổ phiếu mà anh chị nên lưu ý ở trong cái nhịp phía sau ha, nhịp nhịp ngày mai đấy. Đấy, cứ cứ có điểm vào thì cứ vào và target lên những vùng kháng cự phía trên thôi. Đấy, đất xanh nè, ngày hôm qua em cũng đã báo với anh chị và ngày hôm nay nó tăng được, tiếc là ngày hôm nay không về được điểm chúng ta mua, nếu mà không thì em cũng đã mua rồi. Chỉ có hôm nay sale nó về những cái điểm mua của em thì mua được thôi, còn nếu như đất xanh hôm nay chạy luôn thì anh chị nào mà có thì cứ nắm. Ngày hôm qua em cũng đã có nói về cái cổ phiếu này đúng không, em có nói khá là nhiều và hầu hết những cái mã cổ phiếu mà em nhận định ngày hôm qua đều chạy trong phiên dịch ngày hôm nay. À, thì anh chị nào mà có thì cứ nắm thôi. Hút nè, hút nha. Cái cổ phiếu này hiện tại em đánh giá nó khá là đẹp ấy, nhìn chung là đang tạo mẫu hình rất là đẹp nha, vai đầu vai ngược và sau đó có những cái trạng thái test lại. À, nhìn chung thì ở đây thì em đánh giá là cái độ nâng nền của nó là có, và có những cái trạng thái tích cung như vậy thì chúng ta cứ cứ việc nắm giữ và chờ đợi cho target phía trên. Anh chị nào mà có hàng á thì cứ nắm giữ, anh chị muốn mua mới có thể mua quanh những vùng giá 30.5 như này để kỳ vọng cho target phía trên. Target của nó sẽ có những cái trạng thái về test về lại những cái vùng vùng 40 ha, khi đây là một cái nhịp mà cổ phiếu hở gáp nhá, hở gáp. Căn bản nếu mà kỳ vọng xa hơn á thì đáng ra nó sẽ test về vùng này cơ. Nó sẽ test về vùng này cơ. Vùng 44 45 cơ, nhưng không, nhưng thôi, anh chị ha. Chúng ta đánh xong hồi thì chúng ta kỳ vọng ngắn. À, một cái cổ phiếu mà nó hồi phục từ từ vùng mà chúng ta mua lên tới đây tầm khoảng là 30 giá thì cũng rất là nhiều rồi. Cho nên kỳ vọng về cái đạo, cái đầu cản của nó thôi, chứ nó không kỳ vọng cái đuôi cản của nó thì nó sẽ khá là rủi ro. Nhìn chung anh chị đây vẫn là những cái điểm mua tiềm năng mà anh chị nên chú ý đối với hút ở trong cái giai đoạn hiện tại nha. Bất động sản này. Nam Long anh chị nè, đúng không? Nam Long thì hiện tại nó hở gáp liên tục thì tạm bỏ qua đi. Nhìn chung cổ phiếu nó mà hở gáp liên tục như này thì anh chị nên cân nhắc về cái việc là chốt lại sớm. Đây vẫn là cái gáp cổ phiếu này, nếu mà có thì anh chị nên canh chốt ra nhá. Ngày mai ngày mốt nó chạm về khoảng vùng giá 43 thì anh chị canh là bán là đẹp rồi. G36 nè, đúng mà, đây là cổ phiếu mà anh chị nên lưu ý nhá. Thứ nhất là hôm nay có một cái phiên bùng nổ dòng tiền rất là tốt. Thứ hai đó là cái cổ phiếu này chưa có yếu tố FOMO cũng như là tăng mạnh, thì khi mà chưa tăng mạnh, chưa có yếu tố FOMO thì động lực tăng và xung lực tăng cổ phiếu nó vẫn còn. Nhìn chung anh chị để ý đến những cái nhịp điều chỉnh của thị trường, cổ phiếu có điều chỉnh không ạ? Có, nhưng điều chỉnh rất là ít và cũng như là có những cái trạng thái rút chân liên tục tại những cái vùng hỗ trợ. Thì nhìn chung em đánh giá đây là những vùng cầu tiềm năng của cổ phiếu. Ha. Hôm nay nó chính thức nó vượt ra khỏi những vùng cản ngắn hạn của nó, tức là vùng giá 10 anh chị. Vượt ra được vùng giá 10 thì sắp tới nó sẽ có những cái trạng thái nó test. Khi mà nó chạm lại vùng cản phía trên, tức là vùng 11, nó sẽ có xu hướng nó sideways, nó test trở lại. Thì anh chị có thể cân nhắc về cái việc là nếu mà được chúng ta lấy vị thế quanh những cái vùng giá 10 để chúng ta đánh lên lại những cái vùng giá 13. Anh chị ha, đánh lên lại những cái vùng giá 13. Nhìn chung 10 lên 13 tầm khoảng là bao nhiêu ạ? À? Là khoảng 30% đúng không anh chị? Đấy, tầm khoảng 30%. Thì anh nhìn chung anh chị nào mà có thì cứ nắm trong giai đoạn hiện tại thôi nhé. Cũng mua thì cứ mua quanh giá 10 và chúng ta kỳ vọng về target phía trên. Hiện tại em thấy là mẫu hình của nó rất là đẹp, mẫu hình nâng đáy liên tục, có khối lượng dòng tiền vào trong phiên giao dịch trước đó và phiên giao dịch hôm nay là một cái điểm sáng cho cổ phiếu. Khi cổ phiếu test không rơi thì chúng ta bắt đầu chú ý dần rồi. À, và phiên ngày hôm nay nó xác nhận cho thấy cái độ an toàn cổ phiếu nó rất là cao rồi, thì hôm nay em lên khuyến nghị cho anh chị thì cũng quan sát cái cổ phiếu này nha anh chị nhà đầu tư. Tiếp theo á là DG thì hiện tại nó tăng rồi, những cái mà cổ phiếu nó hở gáp liên tục thì em không khoái anh chị ha. Cổ phiếu nó mở gáp liên tục thì chúng ta cứ tạm bỏ qua nó đi, không không cần phải đánh trong giai đoạn hiện tại. Nhìn chung anh chị nào mà có lại thì canh về những vùng cản của nó mà chốt nè. Đây là cái phiên gọi là phiên test này, thường cổ phiếu nó sẽ quay về phiên test nó test nhá. Ừ.
Tiếp theo là KBC tăng rất là mạnh rồi. Nhìn chung hở gấp tăng như là cho thấy là cái độ hưng phấn rất là cao. Mà hiện tại cổ phiếu đang quay về lại những vùng cản rồi anh chị nè. À, mà có thì chốt thôi nhé. Đấy, Đạt Phương cũng nên chốt nè. Đạt Phương bắt đầu chạm cản là bắt đầu chốt được rồi nè. Nhìn chung cái cổ phiếu này thì bắt đầu có những cái trạng thái bị mặt bị bán ngược trở lại hơn được mở gáp liên tục như này sẽ có xu hướng quay về lấp nhé. Cho nên là cái giai đoạn hiện tại đối với cái dòng bất động sản anh chị chú ý giúp em một vài cái mã cổ phiếu thôi. Tức là CO nó vẫn còn điểm mua, HUT nó vẫn còn điểm mua thì anh chị nên chú ý dần trong giai đoạn hiện tại. Nhà Bà Rịa Vũng Tàu nè. Đúng ạ, Nhà Bà Rịa Vũng Tàu hôm nay tiếp tục bị có những cái xu hướng bị bán ngược cho nên là khả năng ngày mai nó sẽ có xu hướng điều chỉnh. Nếu mà nó điều chỉnh về test lại quanh những vùng giá 43 thì anh chị có thể lấy và chúng ta tiếp tục kỳ vọng cho target phía trên, tức là target em có vậy ở đây. Anh chị xu hướng của nó vẫn sẽ là xu hướng đang phục hồi và tiếp tục tiềm cận và phục hồi được. Cho nên là nếu mà được thì chúng ta đúng điểm chúng ta vào anh chị ha. Nếu mà không đúng điểm thì chúng ta bỏ qua nhé. Vì thế phải đẹp chúng ta mới tự tin nắm giữ được, còn nếu vì thế xấu thì ưu tiên gọi là bỏ qua ở trong giai đoạn sắp tới đấy. Còn lại những cái dòng như đầu tư công này anh chị, hôm nay nó có yếu tố phục hồi tốt đúng không? Nhìn chung thì những cái mã cổ phiếu này bắt đầu chú ý trong giai đoạn hiện tại. C4G cũng là một trong những cái dạng cổ phiếu mà anh chị bắt đầu chú ý được khi mà nó có những cái trạng thái dần dần tạo mô hình xong được rồi. Anh chị để ý những cái phiên như thế này đi, những cái phiên như thế này á chúng ta gọi là cái nến, gọi là cái nến mẹ thì cho cái đà tăng của nó, đà bán của nó rất là mạnh. Nhưng mà khi nó đã vượt qua những cái cây này rồi, nó vượt qua cây nến này rồi thì nhìn chung đang rất là tốt, cho thấy là cái động lực tăng của nó đã được lấy lại và bắt đầu phục hồi trở lại được. Thì nhìn chung anh chị có thể chú ý cổ phiếu này trong cái nhịp phía sau. Hiện tại chưa có điểm mua đâu nhé, em sẽ chờ nó test lại, em sẽ thông báo đến cho anh chị nhà đầu tư ở trên kênh YouTube và trong hệ thống khách hàng của em. Cho nên nếu anh chị nhớ đăng ký kênh và cũng như là cho em like để khi mà em ra video public những cái mã cổ phiếu mà em khuyến nghị, như là trong tuần vừa rồi em có khuyến nghị CTG, BID hay là dòng chứng khoán đấy, thì anh chị có thể là follow theo và chúng ta lấy vị thế. Còn nếu mà muốn chi tiết rõ ràng hơn cũng như là muốn em hỗ trợ nhiều hơn về danh mục đầu tư và điểm bắt cổ phiếu hay là điểm quản trị cổ phiếu thì anh chị cứ liên hệ qua Zalo cho em để em hỗ trợ cho anh chị nhà đầu tư tốt hơn. À, cũng nhìn chung C4G nó đang trong cái trạng thái là chờ test thôi, chờ test chúng ta mới có điểm vào, còn tăng mạnh như thế này chúng ta cứ quan sát, nên đưa vào cổ phiếu này danh mục quan sát nhé. CKG phục hồi rất mạnh rồi, hiện tại anh chị mà có thì cứ cầm thôi, không nên mua mới nữa nhé. Đấy, KHB này hiện tại đang tạo nền rất là đẹp ha, tạo nền rất là đẹp. Nhìn chung cổ phiếu này hiện tại anh chị có cứ nắm khả năng ngày mai sẽ tiếp tục tăng. Cổ phiếu này target của nó sẽ chạm về lại những vùng giá 35 anh chị ha, có hai cái nắm thôi. Đấy, BCC hay CEI nó cũng như thế. Nhìn chung cái dòng gọi là đầu tư công hiện tại anh chị nên bắt đầu chú ý dần đi, tại vì hiện tại em thấy rất nhiều cái dạng gọi là nhấn chìm tăng, tức là cái nến nhấn chìm tăng đang xuất hiện rất là nhiều, báo hiệu cho xu thế tăng sắp xuất hiện nhá. Mà khi xu thế tăng sắp xuất hiện anh chị nên lựa những cái điểm test ở phía sau để chúng ta vào cho nó ok. Đấy, còn dòng bất động sản đầu tư công thì chúng ta lấy một vài cái mã cổ phiếu như HUT nè, CO nè, BCC nè, C4G nè, anh chị chú ý những cái mã cổ phiếu này ha. Ok, về thị trường chung á thì em có tổng quan cho anh chị. Nhìn chung thì hôm nay đa phần á anh chị thấy là chứng khoán nè, trù nè, đúng không ạ? À, cũng như ngân hàng kéo rất mạnh. Bên cạnh đó thì có cái sự hưởng ứng và đồng thuận từ những cái nhóm ngành khác như là chứng khoán. Nhìn chung tất cả mọi nhóm ngành đều có cái yếu tố đồng thuận trong phiên giao dịch ngày hôm nay thì em đánh giá là một điều tốt. Tuy nhiên anh chị lưu ý ở trong nhịp phía sau khi thị trường chạm cản và bắt đầu tích lũy đi ngang, đó sẽ là những cái nhịp phân hóa rất là mạnh. Tức là khi mà thị trường bắt đầu sideways quay thì sẽ có nhóm ngành chạy, nhóm ngành không, nhóm ngành tích lũy, nhóm ngành giảm, nhóm ngành bật tăng ha, nó sẽ là như thế. Cái quan trọng là anh chị linh hoạt trong cái vấn đề gọi là xoay chuyển dòng cổ phiếu thôi. À, đừng có thấy là cổ phiếu chạy mạnh quá khi mà gần chạm cản rồi anh chị lại mua vào nó lại là rủi ro, mà chúng ta nên có những cái trạng thái là nếu mà bỏ lỡ rồi thì tìm cơ hội khác nó ngon ăn hơn để chúng ta vào ha. Còn chỉ sợ thiếu tiền thôi chứ không sợ mất cơ hội anh chị nhé, tại vì căn bản ở đây vẫn là sóng hồi cho nên á là không sợ mất cơ hội. Đấy, anh chị lưu ý một vài cái mã cổ phiếu mà em đề ra có thể là cân nhắc trong cái cơ hội cái nhịp này. Còn lại những cái mã cổ phiếu tăng mạnh giai đoạn hiện tại như là banh này, trứng nè, một đa số mã cổ phiếu banh trứng thì chúng ta cân nhắc không FOMO vào trong giai đoạn hiện tại, tại vì căn bản thị trường nó vẫn còn cái gap phía dưới. Khi mà còn gap phía dưới thì các yếu tố cái mặt giải ngân FOMO mới nó khá rủi ro anh chị ha. Ok, cũng cảm ơn anh chị đã lắng nghe tới cái giờ phút này, và nếu mà em có nhận định thiếu cái mã cổ phiếu nào mà anh chị đang mong muốn thì cứ comment ở dưới phần YouTube và cũng như là inbox cho em qua Zalo để em hỗ trợ cho anh chị nhà đầu tư tốt hơn.
Ha, ok, chúc anh chị buổi tối vui vẻ và ngày mai chúng ta đầu tư thuận lợi và thành công nhé.